Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề: Rơi xuống vực sâu khi biết sự thật khủng khiếp của người chồng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em xin chào chương trình. Em vừa mới kết hôn và mang thai. Một tháng nữa là em sinh con. Nhưng đúng lúc này thì em phát hiện ra một sự thật. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng và sự chịu đựng của em. Chồng em quê ở Hải Dương, vào Sài Gòn lập nghiệp hơn 20 năm nay. Anh 38 tuổi và anh hơn em 15 tuổi. Anh và em quen nhau như một sự tình cờ khi em còn là một cô sinh viên năm 2 đại học ở Sài Gòn. Từ đó anh luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương em. Nhưng em chỉ là một cô sinh viên ham chơi và không muốn quen một người nhiều tuổi như vậy. Một năm sau khi ra trường, em về quê làm việc. Anh vẫn theo đuổi em, nhưng em lảng tránh. Cho đến khi tháng 5 năm 2015, mẹ em bị ung thư vú, phải chạy chữa ở bệnh viện ung biếu. Anh ấy biết và đã lên thăm. Sau 3 năm bọn em đã gặp lại nhau. Từ đó anh rất lo lắng, quan tâm. Và mỗi khi mẹ em lên Sài Gòn thăm khám, anh đều đưa rước và lo lắng cho mẹ rất chu đáo. Nên lúc này anh nhận được rất nhiều thiện cảm của bà. Bà khuyên em là nên tìm hiểu và quen biết với anh ấy, vì cái sự từng trải, sự quan tâm của anh cũng dần dần khiến cho em yêu anh. Anh kể về gia đình và hoàn cảnh của mình, là mẹ anh mất từ khi anh còn rất bé. Lúc đó anh mới 5 tuổi, bố đi lấy vợ bé và bỏ rơi anh. Dì anh đã nhận anh về nuôi. 17 tuổi anh vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, tự bươn trải kiếm sống. Anh làm nhiều công việc và đã kiếm được rất nhiều tiền, mở công ty giấy bao bì như hiện nay. Trong thời gian đó anh mua được đất và nhà ở Bình Chánh, Gò Vấp. Nhưng vì làm ăn không tốt nên thua lỗ phải bán cả công ty. Sau đó anh vay ngân hàng để mua xe chuyển qua ngành vận tải chở hàng cho các công ty xuất nhập khẩu, sân bay và cảng cát. Anh cứ tổng cộng là có 8 xe tải lớn và 2 đầu container 2 tỷ, nhưng phải bán để trả nợ ngân hàng vì còn nợ ngân hàng 5 tỷ. Thuê 7 tài xế chạy xe và hàng tháng phải chi trả lương, xăng dầu này nọ cũng gần cả 100 triệu. Anh có một căn nhà Dĩ An, Bình Dương đang cho thuê. Nhưng em chưa bao giờ được anh đưa xuống đấy. Anh còn có đất ở Tân Uyên thì em nhìn thấy sổ đỏ rồi. Về bà con họ hàng thì anh bảo rằng anh từ mặt bố vì ông không nuôi anh. Các dì đã mất, chỉ còn một ông cậu ở Bình Dương hơn anh 3 tuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau và tìm hiểu, anh là người rất nóng tính nhưng từng trải và nói chuyện rất ngọt ngào, đi vào lòng người. Em luôn hỏi tại sao một người như anh, 37 tuổi rồi, lại chưa có vợ con, mà anh cũng không yêu ai. Thì anh bảo với em rằng hoàn cảnh của anh như thế, anh chỉ biết là lo làm ăn thôi. Anh không nghĩ đến chuyện vợ con, anh còn chưa ngủ với bất kỳ cô gái nào. Em thì không còn trinh nguyên khi em trải qua mối tình thời đại học. Anh nói với mẹ em là cưới em, thì anh là người chịu thiệt thòi chứ không phải là em. Mẹ em và em rất đau khi mà anh nói điều đó. Nhưng anh bảo rằng anh chấp nhận tất cả. Anh rất yêu em và muốn cưới em làm vợ. Anh bảo với em rằng em chuyển công tác vào Sài Gòn, nhưng mà em lưỡng lự lắm. Nhưng cuối cùng em cũng vào. Sau 1.5 năm yêu nhau thì anh bàn chuyện có bầu rồi cưới, vì anh sợ lớn tuổi rồi, tinh trùng yếu, sợ không có con mà cưới em về lại khổ em. Gia đình em thì thoáng lắm, vì đã quyết định cưới thì có con cho an tâm. Em có thai. Em thì rất hoang mang, còn anh thì lại cảm thấy rất vui mừng. Anh chăm chỉ đưa em đi thăm khám và anh rất muốn đứa con này là con gái. Nhưng em lại mang thai con trai. Anh và cậu anh xuống thưa chuyện với gia đình em, dự định tháng 9 năm 2016 sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng tháng 8 em phải đi công tác ở Đồng Nai. Em tranh thủ cuối tuần về thành phố để thử váy cưới và chuẩn bị những cái gì cần thiết nhất cho hôn lễ. Vì có thai và cưới gấp quá
nên anh lại bảo rằng anh chưa có đủ tiền. Các công ty anh chở hàng đều còn nợ chưa thanh toán, nên chi phí đặt tiệc nhà hàng ở Sài Gòn, anh đã mượn gia đình của em 20 triệu để lo trước. Cuối tháng anh sẽ trả lại. Em ở Đồng Nai một thân một mình, không quen biết ai, lại đang mang bầu, rất cần sự quan tâm của anh. Nhưng anh bảo với em rằng anh rất bận, một ngày chỉ nhắn tin gọi điện 3 cuộc. Nào là ăn sáng trưa, đi làm trưa, ăn trưa trưa và đi ngủ trưa. Em cảm thấy rất buồn, em rất là ấm ức. Nhưng em nghĩ rằng chắc là anh đang lo công việc, lo cho đám cưới của tương lai, lo cho con, nên em mới thôi. Em về thành phố để thử váy cưới. Vô tình kiểm tra tin nhắn trong điện thoại anh, thì thấy toàn là tin nhắn rủ gái đi uống cà phê. Tin nhắn với người bạn thân cùng làm xe với anh, thì thấy anh kia hỏi rằng chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi. Anh lại trả lời là tao đang bực con vợ hai quá. Em giận sôi máu. Anh lên phòng em nói ngay. Em bầu bì ở xa xôi không ai quan tâm và chăm sóc. Anh lúc nào cũng bảo bận, bận mà có thời gian rủ gái đi uống cà phê. Con vợ hai là con nào? Hay chính em là con vợ hai? Em khóc như mưa. Lúc đó anh rất giỏi đóng kịch và nói dối. Bảo con đó là con làm trong ba. Nó nhắn tin đòi tiền anh. Em hỏi rằng anh nợ gì nó mà nó đòi tiền anh? Nó bán thân cho anh à? Thì anh im lặng. Em hỏi rằng anh ngủ với nó rồi, có đúng không? Thì anh gật đầu. Trong khi chỉ còn chưa đến nửa tháng là em và anh sẽ cưới nhau. Lúc đó anh đã xin em tha thứ. Đó chỉ là quá khứ đã qua, thì hãy qua đi. Nhưng đối với em, hạnh phúc là cả một quá trình. Ở tuổi của anh nói anh có một vợ, hai con. Em vẫn còn tin. Thế tại sao anh lại nói dối em là anh chưa ngủ với ai? Nói với mẹ là lấy em ấy, anh là người thiệt thòi. Anh nói như vậy, không những sỉ nhục em mà cả gia đình của em nữa. Anh đã xin lỗi và xin em đừng có hủy đám cưới. Em cũng giấu mẹ và chấp nhận bỏ qua, nhưng lại tiếp tục nảy sinh những vấn đề khác. Đó chính là anh sẽ không mời bố anh vào đám cưới và rắc rối trong việc xin giấy chứng nhận độc thân của anh. Bố có như thế nào cũng là bố của anh, không thể nào trong một ngày trọng đại mà lại không có bố. Nên anh đã làm lành với bố và nhờ bố xin giấy chứng nhận độc thân. Nhưng đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, còn 6 ngày nữa là đến ngày cưới, anh vẫn chưa xin được. Việc xin giấy này đơn giản, chứ có cái gì đâu. Anh xin lại khó khăn như thế chứ. Em hỏi đùa, là anh có vợ chưa ly dị, hay là có tiền án, tiền sự gì, mà tại sao lại không xin được giấy? Anh bảo với em rằng là em nói vớ va vớ vẩn, tại anh đi 20 năm rồi nên khó xin. Cuối cùng thì bố cũng xin được và vào Nam. Đám cưới diễn ra rất là hoành tráng và vui vẻ. Bên nhà trai chỉ có bố anh, cậu anh, một chú đồng đội thời chiến đấu của bố và một người bạn của anh. Ngày 18 tháng 6, em lại vào lại Sài Gòn để tổ chức trong Sài Gòn. Bạn bè em thì đến rất đông, nhưng bạn anh thì chỉ có 6 người đến. Em thắc mắc không hiểu, tại sao anh ở Sài Gòn 20 năm nhiều bạn bè như thế? Các công ty, hải quan và sân bay lại còn rất nhiều. Tại sao anh lại không mời? Sau đám cưới, anh hỏi mượn vay ba mẹ em 150 triệu để mua xe ô tô 5 chỗ để chạy thêm Uber. Còn 350 triệu là hai vợ chồng đứng vay ngân hàng. 20 ngày sau em bị công ty cho thôi việc. Với em bầu bì, công ty toàn bắt em đi công tác xa sợ ảnh hưởng đến con, nên anh bảo rằng em nghỉ đi. Em về quê nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó sinh con. Còn anh ở lại Sài Gòn một mình để lo làm ăn. Anh cũng hay về thăm em và con lắm. Khi con được 5 tháng thì anh về, đưa em đi uống cà phê và nói chuyện. Anh nói với em rằng, nếu anh nói sự thật này với em, thì em có tha thứ cho anh không? Chuyện gì mà anh có vẻ quan trọng như vậy? Anh im lặng trong chốc lát, rồi nói, em và mẹ nói rồi, em cần sự trung thực, chân thành của anh. Anh nói anh chưa ngủ với ai thì lòi ra một vụ con ở quán bar kia. Em cũng tha thứ cho anh rồi, cũng cưới anh rồi. Bây giờ còn gì anh giấu giếm em nữa không? Anh nói đi.
Sau rồi anh bảo rằng anh thú nhận với em là anh có một đứa con trai riêng năm nay 13 tuổi. Em thực sự choáng váng khi nghe tới điều này. Em hỏi anh là lúc nào anh có con với ai, bây giờ nó đang ở đâu và như thế nào. Anh nói rằng lúc đó anh còn trẻ lắm, 23 tuổi, mở công ty giấy làm ăn có tiền. Chị kia thì nhỏ hơn anh một tuổi, không yêu đương gì, chỉ có qua đường và có con với nhau, bắt anh phải có trách nhiệm. Anh nói rằng chỉ có trách nhiệm với con chứ không cưới. Anh làm thủ tục chia nhà với đất ở Bình Chánh cho mẹ con chị đó rồi, chu cấp cho con ăn học, mở một tài khoản tiết kiệm cho con, với thỏa thuận là chị không được làm phiền hay phá rối gia đình em và em nữa. Em sốc thật sự và không tin vào điều mình đang nghe. Tại sao? Tại sao anh lại không thú nhận với em trước đây? Em đã bảo là tuổi của anh ở quê có rất nhiều cám dỗ, sao người như anh lại không có vợ con được? Anh nói thì em vẫn tin anh. Anh nói nếu thú nhận trước thì em có chịu cưới anh đâu. Em bàng hoàng. Chẳng lẽ anh lừa dối em chỉ để cưới em à? Anh dồn em vào ngõ cụt. Anh không nói hết sự thật và hỏi em có muốn cưới anh không, chứ không phải đến lúc này lại hỏi em rằng là có tha thứ cho anh không. Em như rơi xuống vực. Em không biết đâu là sự thật. Em khóc rất là nhiều. Anh không hề an ủi. Anh thề rằng anh không giấu giếm em điều gì nữa. Em mất hết niềm tin vào anh. Nó bị tan vỡ rồi. Em không muốn cho ba mẹ em biết chuyện, nên anh bắt em phải giữ kín. Đến lúc thích hợp, anh sẽ xin lỗi ba mẹ em sau. Anh bảo giờ em biết hết sự thật rồi, thì ai có nhắn tin hay là nói gì, em cũng đừng tin. Có người nhắn tin nặc danh nói về anh, còn biết cả số điện thoại của em, của mẹ em và út em nữa, kết bạn qua Zalo bằng số điện thoại. Em thực sự lo lắng, vì sợ gia đình biết chuyện, nên đã lén lút chặn hết, không cho người này liên lạc. Người này còn bảo rằng mẹ em lên Sài Gòn gặp người này và cho địa chỉ chỗ vợ con anh nữa. Em nghi chỉ có chị đó làm chứ không có ai vào đây. Vậy là anh qua đó gây chuyện cảnh cáo, nhưng chị đó nhất quyết không nhận. Mẹ em cũng nghi ngờ, lên Sài Gòn tái khám, cũng có ý định gặp người này, nhưng em đã xóa hết tin nhắn và chặn số. Người nhắn tin nặc danh lại đổi cách xưng hô từ chị em qua cô cháu, nói rằng em và gia đình em đã bị lừa, tất cả nằm trong kế hoạch của anh, dòng họ của anh trên Sài Gòn. Vợ con anh cũng vậy, còn cho em cả số điện thoại của chị vợ anh nữa. Em âm thầm gọi điện cho chị và được chị cho biết toàn bộ sự thật. Một sự thật mà em không bao giờ ngờ tới. Tâm sự với chị, xem như là em gái vậy, chị đã kể hết cho em nghe. Chị với anh quen nhau 3 năm rồi cưới, ngày 6 tháng 9 năm 2010, trùng ngày với em cách đây 16 năm. Có sự chứng kiến của hai gia đình, cũng làm giấy kết hôn đàng hoàng và có với nhau không phải chỉ có một mà hai đứa con trai, 14 tuổi và 10 tuổi. Anh không có chiếc xe tải nào hết, chỉ là đi chạy xe thuê cho người ta. Không hề có căn nhà miếng đất nào ở Bình Chánh, chỉ có căn nhà nhỏ ở quận 12. Từ trước tới giờ anh và chị và hai con vẫn chung sống với nhau ở đó. Anh đi suốt không lo được cho con một đồng nào ăn học hay là một bộ quần áo. Một mình chị lo cho hai đứa con. Mẹ anh chưa mất, mà anh đã nói rằng bà đã mất. Anh không có ông cậu nào dưới Bình Dương cả. Đó là người bạn anh thuê đóng giả thôi. Cô chú anh ở quận 12, bác anh ở Vũng Tàu. Anh không có người nào gì hết. Tất cả chỉ là giả dối. Bầu trời như sụp đổ. Sự thật mà anh thú nhận chỉ là giả dối. Tất cả đã nằm trong kế hoạch được sắp xếp ngay từ đầu. Em đã làm gì để tới bây giờ em phải chịu quả báo như vậy? Em thực sự không hiểu. Bây giờ cuộc sống của em sẽ như thế nào? Đứa con sắp chào đời của em sẽ ra sao? Em có nên ly dị để rồi xa một người đàn ông dối trá? Em cũng không muốn con em có một người cha như vậy. Bây giờ em phải làm gì đây? Mong mọi người hãy tư vấn cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe cái tâm sự này thì quả thật là một người đàn ông nếu như đã muốn lừa dối bạn thì anh ta sẽ tìm mọi cách để lừa dối bạn và bạn có thể không bao giờ phát hiện ra điều đó. Nhưng không phải ai cũng có những cái suy nghĩ giống như người đàn ông này.
Có thể là ngay từ đầu anh ta đã lừa rất nhiều người phụ nữ, nhưng mà không phải ai cũng tin tưởng và yêu anh ta giống như bạn. Tâm An cảm thấy rằng cái điều này rất là khủng khiếp. Vì một người đàn ông lừa gạt và dối trá như thế này thì chắc hẳn đã có rất nhiều người phụ nữ bị lừa gạt rồi. Và thật là không may mắn cho bạn, bởi vì có thể là bạn đã quá tin vào anh ta. Khi mà anh ta nói rằng anh ta có nhà, anh ta có đất, anh ta có công ty và anh ta có rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Tâm An nói như thế này không phải là quy chụp cho lòng tham, bởi vì một người phụ nữ nào cũng mong muốn là mình lấy được một người chồng có đầy đủ về tinh thần, về vật chất, về tài sản để mình có thể dựa dẫm vào họ, nương tựa vào họ. Nhưng mà có thể là do bạn đã nghe anh ta nói quá nhiều về bản thân mình, rằng anh ta có tiền này nọ, và bạn đã bị mù quáng kéo thao vào đó. Bởi vì trước khi cưới thì bạn cũng đã phát hiện ra rằng là anh ấy có nhắn tin qua lại với rất nhiều người phụ nữ, và còn vợ hai với vợ cả nữa. Tại sao bạn lại có thể mù quáng tin tưởng đến như vậy? Để đến bây giờ, khi mà phát hiện ra cái sự thật này, thì chính mình là người đau đớn nhất. Bây giờ Tâm An nghĩ rằng bạn nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Biết đâu được người vợ kia lại đang nói một cái vấn đề nào khác không đúng sự thật thì sao? Sự tin tưởng và mọi chuyện chúng ta nên nghe từ hai phía để có một cách giải quyết đúng đắn nhất. À, biết đâu được anh này anh lừa dối rồi, bây giờ chắc là anh nói điều gì cũng khiến cho mình không tin tưởng. Nhưng mà hãy ngồi lại để nói chuyện rõ ràng với anh để đưa ra một cách giải quyết tốt nhất. Bạn không nên nói dối hoặc giấu mẹ của mình. Bởi vì trong cái lúc này chỉ có mẹ, chỉ có những người thân ở bên cạnh mình mới có thể giúp đỡ cho mình thôi. Không thể tin tưởng vào ai ngoài mẹ mình và những người thân ở bên cạnh nữa. Thế nên hãy ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau để giải quyết. Đừng có chịu đựng một mình, bởi vì mình còn có đứa con nữa. Hy vọng rằng anh chồng của bạn sẽ thương bạn mà nói ra tất cả sự thật để đưa ra một hướng giải quyết tốt nhất. Tâm An chỉ biết khuyên nhủ như vậy thôi, đưa ra ý kiến của bản thân mình như vậy thôi. Bởi vì đúng là sự lừa dối sẽ luôn luôn bị khơi mào. Thời gian sẽ cho chúng ta một câu trả lời, đúng không ạ? Còn quý vị khán thính giả thì sao? Sau khi lắng nghe cái tâm sự này thì quý vị có đôi điều nào muốn gửi gắm tới cho vị khán thính giả thì quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.